Kính chào toàn thể quý Phật tử, chư quý đồng đạo và quý vị. Thư viện Phật giáo Hòa Hảo đã thực hiện hơn 50 tác phẩm. Từ nguồn gốc và lịch sử Bửu Sơn Kỳ Hương cho đến Phật giáo Hòa Hảo. Theo thể văn xuôi, nhiều nghệ sĩ diễn đọc. Kính mời quý Phật tử, quý vị và quý đạo hữu vào trang mạng Thư viện Phật giáo Hòa Hảo YouTube xem, nghe và tải file MP3 hoặc nhận thẻ nhớ 16GB đầy đủ những tác phẩm nói trên. Xin liên lạc cô Hồng, số điện thoại 0389828070. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện nghiệp là các việc làm lành của ba phần thân, khẩu, ý, tức là thập thiện nghiệp. Đối với thập ác nghiệp, Đức Giáo Chủ bảo, sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên 10 điều lành hiện ra. 10 điều lành ấy gồm có: thứ nhất, đã không sát sanh mà luôn có lòng từ bi thương người, mến vật và tận tâm cứu giúp. Thứ nhì, đã không đạo tặc lại hay làm việc nghĩa giúp đời. Thứ ba, đã không hành động tà dâm mà tâm hằng trong sạch, lễ độ và tôn trọng luân thường đạo lý. Thứ tư, đã không dùng lời lưỡng thiệt lại luôn nói lời thành thật chánh đáng. Thứ năm, đã không phạm ỷ ngôn lại thường nói lời tốt lành êm dịu. Thứ sáu, đã không phạm ác khẩu mà nói toàn lời thanh bai hiền đức. Thứ bảy, đã không nói giọng ngữ lại hằng nói những lời chân chánh đúng với sự thật. Thứ tám, đã không có ý tham lam bỏng sẻn mà luôn có lòng bố thí vị tha tự tại vô ngại. Thứ chín, đã không có ý sân hận tật đố lại hằng dụng tâm quan hỷ từ bi nhẫn nhục và khoan dung. Thứ mười, đã không còn mê si tà kiến mà luôn phát sanh trí huệ và chánh kiến. Lóng nguồn chân, tâm ý con người ví như một nguồn nước, nếu khuấy lên là đục, bằng lóng lại là trong. Người hành đạo một khi lòng lóng lặng được thì tham sân si dứt bặt, chân trí hiện bày như một nguồn nước trong lặng, nhìn thấy tận đáy. Tiếp dẫn là dắt đường, dùng mọi cách chỉ đường vào đạo hay rước đưa về cõi Phật. Bởi chúng sanh ham mê các sự giả dối ở trần thế, chìm nổi trong cạm bẫy luân hồi, nên Phật và chư Bồ Tát quá hiện giảng dạy cho họ thấu hiểu đạo màu để lo tu hành giải thoát, ấy gọi là tiếp dẫn. Còn người tu pháp môn tịnh độ, chí tâm niệm Phật làm lành, thì lúc lâm chung được thấy Phật A-di-đà hiện đến tiếp dẫn về thế giới cực lạc. Dị quả cũng gọi là quả dị, tức là ngôi vị thành tựu của các nhà tu hành đạo đức, như dị quả La Hán, dị quả Duyên Giác, dị quả Bồ Tát hay Phật. Đức Thầy từng khuyên, nếu bền lòng dị quả cao thăng, sao lãng là bỏ lơi không để ý đến. Ví dụ, sao lãng việc tu học. Chân tâm là lòng thanh tịnh trong sáng, chẳng nhiễm ô trần trược hay vọng tưởng. Đối với vọng tâm hay giả tâm, theo Pháp Tánh Tông thì chân tâm là thức thứ 9, Amala thức. Bởi tự tánh của nó là hoàn toàn trong sạch nên kêu là chân tâm. Còn tám thức trước do vô minh khởi ra nên gọi là vọng tâm. Trong kinh Di Đà có tỷ dụ: nước biển thường trụ chẳng thay đổi, chân tâm của mỗi chúng sanh cũng vậy, nó vẫn trong sạch, thường trụ từ vô thủy đến nay. Còn sóng biển thì có khởi có diệt, lúc có lúc không, tức là vô thường. Các vọng tâm của chúng sanh cũng thế.
Kinh Lăng Nghiêm Phật phán: tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay chết đi sống lại mãi là tại họ chẳng biết cái chân tâm thường trụ, thể tánh nó vẫn trong sạch sáng màu. Đức Thầy cũng viết: lìa xa địa ngục thảm sâu, khỏi nơi hầm lửa đặng cầu chân tâm. Đoạn này ý nói người tu hành khi trừ xong 10 điều ác thì đắc được 10 điều lành, ấy gọi là trọn lành. Xong phải lóng sạch phàm tâm, tiêu trừ hết vi tế phiền não, tham sân si để được trọn sáng. Cũng như lu nước đục lọc hết cặn cáo thì còn một màu trong lặng, chất nước ấy không bao giờ đục lại. Nhà tu khi được tới đó tức diện kiến Phật tâm, ngộ Phật tri kiến, hoặc được chư Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, căn cứ vào luật nhân quả, trồng bông kiện giống chi hưởng nấy. Kẻ làm lành lãnh dữ tất được sự an vui giải thoát, tuy hiện giờ chưa thấy, chớ sau này sẽ kết quả chắc chắn, không hề sai chạy. Đức Thầy hằng khuyên nhủ: kẻ tu hành dầu có bị người đời chê ngạo ngu khờ, ta cũng đừng buồn lòng thối chuyển mà lơ đễnh việc trau tâm sửa tánh. Và Ngài cũng kêu gọi khắp tăng ni Phật tử, từ bậc xuất gia đến hàng cư sĩ, hãy thẩm xét cho chín chắn mà hưởng ứng theo lời khuyến thiện trong đây. Bởi Ngài nhận rằng muốn cho nền đạo Phật được bền chắc và phát triển lan rộng, hầu cứu rỗi các tầng lớp chúng sanh, thì điều trước tiên là các giới tu hành hãy dẹp lòng vị kỷ riêng tư. Nếu là kẻ xuất gia muốn lìa xa bể tục, cần phải có tinh thần xả kỷ, lợi tha, ăn bần lạc đạo, để dồn hết tâm cơ trí lực vào việc công nghĩa, dắt chúng tu thân. Kế tiếp là không nên mượn màu sắc nhà tu, trang diện hình thức bên ngoài để lừa dối bá gia, mà bên trong chẳng thật tâm hành đạo. Vì nếu tu như thế sẽ bị người đời khi Phật ngạo tăng, làm mất thanh danh chung cho đạo, luật pháp không thể nào tha thứ được. Pháp bảo theo Phạn ngữ là Dahama Ratna, có nghĩa là những lời giáo pháp của chư Phật thuyết dạy rất quý báu như châu ngọc. Bởi nhờ đó, chúng sanh mới biết tỉnh ngộ tu hành và thoát khổ. Pháp bảo là một trong ba ngôi quý báu Phật, Pháp, Tăng. Pháp còn ví như thuyền bè hay đưa người vượt khỏi biển sanh lão, bệnh tử, như đèn đuốc dùng soi sáng lối đi, như món thuốc thần diệu để chữa lành các chứng bệnh phiền não. Vì thế, người Phật tử tôn kính giáo pháp, kinh giảng cũng như tôn kính Phật và chư Tăng dạy. Kinh Niết Bàn có chép: thanh tịnh pháp bảo, nan đắc kiến văn, ngã kim đắc văn, du như manh quy, trì phù mộc khổng. Nghĩa là, vật quý báu là pháp trong sạch, khó mà được nghe thấy. Nay ta đã được nghe thấy, dường như con rùa mù gặp nặng bọng cây trôi nổi. Bởi pháp bảo quý báu như thế nên Đức Thầy hằng khuyên: cao sâu lý diệu, vàng mười khó mua, hoặc là kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Đức Thầy nhận thấy trong đạo Phật thời nay có vô số nhà tu ham tổ chức những cuộc làm chay cầu siêu linh đình để thâu nhận tài vật của bá tánh đem đến cúng dâng, hoặc mượn cớ tu sửa chùa am để quyên tởi tiền bạc khắp nơi, rồi cắt xén làm của riêng mà ăn xài cho thỏa thích. Như hiện giờ ai cũng thấy, một số chư tăng trụ trì trong các chùa cũng có gia đình, cũng trích tử của tiền con vợ, nào khác kẻ thế tục. Lối tu như vậy bảo làm sao bá tánh chẳng chán chê xa lánh, và thối chuyển lòng tin tưởng đối với Tam Bảo. Nhân đó, tình trạng phân chia tông phái, chùa, pháp trong giới tăng đồ càng lúc càng tăng, dẫn đến sự chỉ trích, tranh giành môn đồ, uy tín giữa nhau. Họ xem mỗi ngôi chùa là sự nghiệp riêng,
mà họ có quyền thọ hưởng. Cảnh huống nói trên khiến cho bá tánh trong giàu rất đau buồn, bán nghi bán tính, muốn tìm một chỗ nương tựa, song chẳng biết nơi đâu là hành động đúng chân lý. Thấy thế, lòng đức giáo chủ quá thương xót nên tạm dùng giấy mực thuyết minh lẽ thực hư cho mọi người được rõ. Với lời lẽ luận giải trong đây, mỗi thiện nam tín nữ cần xem coi và nhận xét đúng hay không. Có làm theo hay chăng là tùy ý, chớ ngài không bao giờ nài ép một ai. Dầu vậy, với tấm lòng bác ái vị tha của bậc giác ngộ, lúc nào ngài cũng cầu nguyện với chư Phật mười phương đồng tiếp độ các giới chúng sanh sớm lên bờ giải thoát. Vạch ngút mây mù. Vạch là vẹt ra, ngút mây mù là mây khói bốc lên như sương mù che lấp một cái gì, ý chỉ sự mê mờ tâm tối, che khuất trí sáng của chúng sanh. Nghĩa chung, Đức Thầy dùng trí huệ vạch phá sự mê tối cho chúng sanh như ngài đã từng bảo. Tinh thần hiệp dáng ngút mây, vạch cho rõ mặt tớ Thầy hạ ngôn. Tu cầu. Tu là trao sửa, cầu là mong mỏi, là tìm kiếm cho đến nơi. Nghĩa chung là quyết trao thân hành đạo và tầm cầu cho thấu đạt mục đích. Đức Thầy từng dạy: cầu tu cho đạt ngũ hương, vơi gươm trí huệ ma vương hải hùng, hoặc là tu cầu cứu vớt tổ tông, dỡ cho bá tánh máu hồng bớt rơi. An hòa là yên ổn và hòa vui thuận thảo. Phước thừa trời ban, nghĩa là được thừa hưởng phước lộc do trời Phật ban cho, nhưng cũng nhờ công năng tu hành tác phước của mỗi người mà có, chứ chẳng phải chỉ cầu mong suông mà được. Bởi luật trời ở đây tức là luật nhân quả. Thánh nhân từng bảo: vi thiện giả thiên, báo chi dĩ phúc, vi bất thiện giả thiên, báo chi dĩ quả. Tạm dịch: người làm lành thì trời trả cho bằng phước, kẻ làm điều chẳng lành trời trả cho bằng quả. Ngài cũng nhận xét: khắp trong thiện tín còn có số người đắm say cảnh đời khổ lụy, nên ngài viết thêm đoạn kệ này hầu dục giả họ nhanh chân trên con đường tu thân lập hạnh. Phần ngài đã quyết tâm dùng ánh sáng trí huệ chiếu phá sự mê mờ cho khắp chúng sanh bằng cách sáng tác kệ kinh để dìu dắt bá gia đưa vào nẻo đạo. Trong đó, ngài đã giải bài cặn kẽ từ sự biến chuyển của cơ tận diệt đến giáo lý siêu màu, chẳng những có ích lợi cho giới tu hành hiện tại, còn giúp cho người sau nương theo đó mà lọc lừa tu sửa. Về sự hành đạo, ngài dạy mỗi người phải thật tâm thành ý lo tu tập để mong đạt đến kết quả là trời Phật sẽ ban cho mọi người và vạn vật một cuộc sống hòa vui thuận thảo, mưa gió hợp thời. Bởi do mỗi người biết hướng theo lẽ phải, lánh dữ làm lành, nên cảnh chiến tranh gian khổ không còn diễn ra, và cả thế giới biết liên kết tương trợ lẫn nhau. Riêng nước ta cũng được hòa bình an lạc. Nhất là mỗi người đều phải lo trao dồi phước hạnh và hồi hướng công đức cho tổ tiên cha mẹ, đồng thoát khỏi sự hình phạt chốn diêm đài, siêu thăng về cực lạc.